trên tay mình là bản Green, và cũng theo thông tin mình hóng được, chỉ riêng bản xanh này mới có lựa chọn đó là 12GB RAM và 256GB ROM thôi. Mình đánh giá hộp không có khác xa nhiều so với những hộp ở các thị trường khác mà được sách tay về Việt Nam. Đầu tiên nói về mặt thiết kế, điện thoại OnePlus vẫn được thiết kế bằng khung kim loại nguyên khối cao cấp, kết hợp với mặt kính cường lực bóng bẩy sang trọng, tương tự như các dòng điện thoại OnePlus trước đây. Cá nhân mình cầm nắm thì nhận thấy máy cầm rất là đầm tay, độ dài thì vừa đủ, máy thì có trọng lượng đó là 199g. Điểm trừ duy nhất ở đây mà mình thấy là đó là chỗ tiếp giáp giữa mặt kính cong với khung kim loại, giờ qua thì sẽ có một đường cấn khá là nhỏ. Theo mình tìm hiểu thì đó là viền bezel. Nếu nhìn theo hướng tích cực thì anh em có thể thấy rằng là viền bezel này rất mỏng, gần như đó chỉ là phần khung để cố định tấm nền hiển thị, và có thể thấy được sự cố gắng của hãng trong việc nâng cấp sản phẩm của mình. Mặt trước sở hữu màn hình với thiết kế vô cực Infinity O cong, tràn ở hai cạnh. Phần nốt ruồi của máy được đặt lệch về một bên. Đối với ai theo chủ nghĩa hoàn hảo thì sẽ không thích vấn đề này. Tuy nhiên, nốt ruồi ở chiếc OnePlus 8 Pro lại có tiết diện khá nhỏ, không quá ảnh hưởng tới trải nghiệm của người dùng. Mặt lưng thì được làm từ kính bóng ở chiếc OnePlus 8 Pro đem tới cho máy khả năng sạc không dây. Nó là sạc không dây công suất 30W, tức là sạc nhanh. Nhưng để có sạc nhanh thì anh em sẽ phải xuất tiền nhé. Ok, ở đây thì bản ROM mà máy chạy đó chính là Oxygen OS bản 10.5.10. OnePlus cho mình trải nghiệm chuyển cảnh rất là tuyệt vời, vẫn rất khác biệt so với những hai điện thoại khác. Những anh em nào đã từng dùng sẽ hiểu, và những anh em nào chưa dùng thì mình khuyên đó là nên trải nghiệm thử. OnePlus 8 Pro được trang bị màn hình Fluid AMOLED tỷ lệ 19:8:9, kích thước của máy đó là 6,78 inch với độ phân giải 2K+, cho mật độ điểm ảnh là 513 ppi. Ngoài ra màn hình của OnePlus 8 Pro còn được tích hợp công nghệ hiển thị Always On Display HDR10+. Ngoài chiếc Oppo Find X2 và Find X2 Pro ra thì đây có lẽ là chiếc smartphone duy nhất trên thị trường hiển thị được ở độ phân giải 2K+ với tần số quét đó là 120Hz. Cảm biến vân tay quang học sẽ được đặt ở trên màn hình. Vì là cảm biến vân tay quang học cho nên nếu là trời mưa thì nó sẽ khá là khó khăn trong việc cảm biến. Và máy vẫn có tích hợp thêm đó là cảm biến gương mặt anh em nhé. Về cấu hình là con chip xử lý hàng đầu của Qualcomm là Snapdragon 865, tiến trình 7 nanomet, 8 nhân, đi kèm với đồ họa Adreno 650, được hỗ trợ bởi RAM 8GB hoặc là 12GB, bộ nhớ trong lưu trữ UFS 3.0, dung lượng ROM thì anh em có thể thấy đó là 128GB hoặc là 256GB tương ứng, máy không hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ mở rộng. Một tính năng được người dùng yêu cầu khác đó là khả năng chống nước, và OnePlus cuối cùng cũng đã chiều lòng người dùng với chứng nhận IP68, đặt nó ngang hàng với mọi flagship cao cấp khác. Về thời lượng pin này, theo thông tin mình đọc được thì OnePlus 8 Pro sử dụng viên pin lớn với dung lượng 4510 mAh. Với nhu cầu bình thường thì khả năng thiết bị mình nghĩ sẽ đáp ứng được 1 ngày rưỡi. Phiên bản cao cấp OnePlus 8 Pro trang bị 4 camera sau gồm cảm biến chính Sony IMX689 48MP hỗ trợ chống rung quang học OIS và chống rung kỹ thuật số EIS, cảm biến góc siêu rộng Sony IMX586 120 độ, ống kính tele 8MP hỗ trợ zoom 3x, zoom kỹ thuật số 30x, và camera cuối cùng sẽ có cảm biến 5MP hỗ trợ lọc màu và công nghệ lấy nét theo pha PDAF, cùng trang bị đèn flash LED kép và đèn laser AF. Camera của OnePlus 8 Pro được khá nhiều review ở nước ngoài khen ảnh cũng như là video cho ra chất lượng đẹp. Và thời gian trước đây có một vụ đó là camera của chiếc máy này có thể nhìn xuyên thấu nhựa, cho nên hãng cũng đã fix lại vấn đề này rồi. Trước khi đến với tổng kết, chúng ta hãy gặp nhà tài trợ video ngày hôm nay. Hiện tại nhu cầu chơi game mobile của mọi người ngày càng tăng. Bản thân các sản phẩm có cấu hình khủng như OnePlus 8 Pro tuy chơi lâu đều sẽ bị nóng và giảm hiệu năng. Chính vì thế phụ kiện quạt tản nhiệt đang là món đồ yêu thích cho các game thủ mobile. Các bạn có thể mua ngay một chiếc quạt làm mát để chơi game ngon lành cho tất cả các máy với giá 149.000 đồng, giảm 7 độ sau 15 phút sử dụng, duy trì chơi game ở FPS cao như Call of Duty hay PUBG. Số lượng có hạn nên bạn hãy nhanh tay mua ở link bên dưới nhé. Vậy sau video này thì máy OnePlus 8 Pro chính hãng khác gì máy xách tay? Mình có các tổng kết như sau. ROM máy sẽ chạy hệ điều hành Oxygen OS. Cho anh em nào không biết thì OnePlus sẽ có hai hệ điều hành Oxygen OS dành cho thị trường quốc tế và Hydrogen OS dành cho thị trường nội địa. Tuy nhiên bây giờ thì hai hệ điều hành này có thể up sang cho nhau được. Thứ hai, thật ra tên đầy đủ của máy là OnePlus 8 Pro 5G, vì máy có thể sử dụng được 5G tại Việt Nam nên tương lai khi các nhà mạng cung cấp 5G anh em có thể sử dụng ở trên máy được nhé, còn sách tay có hay không thì mình không rõ. Thứ ba, hộp máy không khác gì so với hộp sách tay ngoài việc có thêm tem tiếng Việt ở phía sau. Thứ tư, giá bán và bảo hành. Máy sách tay chắc chắn sẽ rẻ hơn, nhưng vấn đề xưa nay là máy OnePlus nếu mà xảy ra lỗi thì sửa sẽ khó, cho nên hàng chính hãng sẽ đem lại sự yên tâm về dịch vụ hậu mãi hơn tùy theo túi tiền mà anh em quyết định mua sản phẩm nào. Ok, vậy đó là bài đánh giá mở hộp trên tay nhanh OnePlus 8 Pro. Với cấu hình này, anh em dự đoán mức giá của em nó sẽ là bao nhiêu? Hãy cho mình biết bằng cách bình luận ở bên dưới nhé. Mong anh em sẽ luôn ủng hộ để mình có thể phát triển tốt hơn trong cách làm video. Xin chào và hẹn gặp lại.